từ thôn xóm qua thành đô ra đi theo chốn sơn khê trong gió sương âm thầm để chân sông lớn bên nhau sát cánh thiên bài dù gian nguy vẫn không sợ gian ta chiến binh sư đoàn đầy dù từ Cà Mau ra miền Trung sông qua từ hưng biên cương cùng bốn phương không thể vì dân chiến đấu thi đua đắp xây quê hương vì tự do cho quân thắng ta vì lập công riêng và quân anh dũng vang khúc ca lên đường văn minh hoa đưa đàn quê thể hy sinh vẫn tung hoàn cơ đấu tranh ta chiến binh sư đoàn đầy quân mạc trược màu đỏ màu xanh, những vệt nắng lung linh xuyên qua khe lá pha trộn với màu áo hoa rừng của những người lính nhảy dù trong buổi trưa hè dưới tàng cây rợp bóng của vườn tao đàn, tạo cho tôi một cảm giác thật êm ả, thoải mái, dễ chịu. Giữa lúc đang mê xoa thì anh Năm kêu đi họp làm cả bọn bật đứng lên. Trong đơn vị chúng tôi có thói quen kêu nhau bằng anh với cấp bậc đi sau. Tiếng anh nghe gần gũi thân quen, mang đầy tình cảm, như trường hợp ông tiểu đoàn trưởng của tôi hiện nay. Chúng tôi vẫn kêu bằng anh Năm vì ông mang cấp bậc trung tá. Tiểu đoàn 11 nhảy dù được lệnh không vận ra Pleiku và sau đó vào vùng hành quân để giải tỏa áp lực địch đang đè nặng lên hai tỉnh Pleiku và Kon Tum. Thấp thoáng núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng theo trống rồn trên khu đồi hoang in trong chiều buông ra biên khu trong một chiều sương âm u âm thầm chen khói mù bao vạn thiên đang về đây vui. Hãy subscribe
tiếng còn vang. Hôn quân cường nguyện mang đến phút chiến thắng, dấu hận đời lớp tan. Quân anh linh đã bao lần vây mông, quân giáp xây thành thời gian luôn vô tình. Tình chậm phai sắc thấp thoáng tàn canh, ơi người chiến sĩ vô danh. Giá từ vườn Tao Đàn sau hơn một tháng dưỡng quân, với nhiệm vụ bảo vệ dinh tổng thống, cầu Sa Lộ, Hóc Môn, Phú Lâm, Bà Điểm, những địa danh mà địch thường dùng làm cửa ngõ lợi dụng xâm nhập thủ đô. Đặc biệt đêm màu hồng, hủ tiếu gà, cá bờ sông, những tàng cây đầy bóng mát trong vườn Tao Đàn, và tạm biệt Sài Gòn, nơi đầy những biến động trong trận chiến tranh giành quyền lực của các tướng lãnh và các phe phái chính trị. Ngày 13 tháng 3 năm 1972, tôi ghi lại những nét đầu tiên trong trang nhật ký hành quân. Những cơn gió lạnh của rừng núi Pleiku làm tôi rùng mình kéo cao cổ áo xô. Những đỉnh núi cao với nhiều hình thể lạ lùng, in đậm trên nền trời, trông thật đẹp và hùng vĩ. Biển hồ với màu nước xanh phẳng lặng, tượng Đức Mẹ trên đỉnh đồi cao, hiền dịu, bao dung. Hai cánh tay giơ ngang, trái tim như đang ôm cả bầu trời. Lòng tự nhiên lắng đọng, tôi hít thật sâu cái lạnh của núi rừng. Nhìn những ngôi sao đổi ngôi trên bầu trời, tôi cầu xin bình an cho bạn bè và đồng đội. Mấy ngày ở tạm Pleiku, đêm nào tụi tôi cũng kéo nhau ra hội quán Phượng Hoàng nhậu và đấu hót với Thăng Phun Rô, Long Đất, Kỳ Xuân, bên không quân để nhắc đến bạn bè, kể cả những người đã ra đi trong cuộc chiến. Tuần lễ sau, đơn vị theo quốc lộ 14 lên Kon Tum, Tân Cảnh. Lâu lắm tôi mới hành quân trở lại vùng 2. Vẫn núi đồi hùng vĩ năm nào, những quốc lộ, xóm làng đã thay đổi nhiều. Bom đạn chiến tranh làm loang lộ mặt đường, cầu cống hoàn toàn đổ gãy. Dân chúng sống thật nghèo nàn dọc theo xương sống của quê hương. Đóng quân tại Diên Bình, tôi đã xúc động khi thấy tháp chuông nhà thờ sụp đổ. Cả dãy nhà nguyện phía sau chỉ còn là những đống gạch vụn hoang tàn. Mấy năm trước bị thương trong trận đánh khai thông quốc lộ, tôi đã nằm trong dãy nhà nguyện và không thể quên cha Joe, vì cha xứ người Pháp đã sống và chết trên ngôi giáo đường cao nguyên với những con chiên ngoan đạo của cha đến từ các giáo phận miền Bắc trong năm 1954 chia đôi đất nước. Từ Tân Cảnh, Sạc Ly ẩn hiện trên nền trời ảm đạm mờ sương. Sạc Ly gồm 3 đỉnh đồi cao độ trên dưới 1.000 thước, nối liền nhau bằng những sườn đồi thoai thoải. Phía tây là Campuchia, phía bắc là ngã ba biên giới Việt, Lào, Campuchia. Phía đông bắc là quận Tân Cảnh, và xa xa về phía nam là tỉnh lỵ Kon Tum, chìm trong rừng xanh núi đỏ bát ngàn cây rừng. Mặt trận B3 Cộng sản gồm 3 sư đoàn 23-320, du kích địa phương và các trung đoàn pháo, phòng không đang ngày đêm pháo kích tạo áp lực nặng nề lên quận lỵ Tân Cảnh. Cộng quân công khai sử dụng xe Molotov để chuyển quân, tiếp tế quân trang, quân dụng cho mặt trận B3 trên hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh. Sạc Ly chính là cái gai, là khúc xương chẹn ngay ít hầu tiếp tế. Chuyển vận chính yếu của địch, vì thế bằng mọi giá, dù tổn thất đến đâu, hy sinh đến cỡ nào, địch cũng phải dốc toàn bộ lực lượng để san bằng Sạc Ly.
Từ ngã ba biên giới, dòng sông Poco dậy sóng. Qua núi băng rừng đổ về chạy dọc theo quốc lộ 14. Gần đến Tân Cảnh, lượn theo địa thế rẽ thành nhánh ào ào như thác đổ, chạy sát ngay chân căn cứ Charlie, dọc theo những đỉnh núi chập trùng. Charlie cách Tân Cảnh hơn 10 cây số về phía tây nam. Ngay phía bắc Charlie là căn cứ Yankee, căn cứ 5, căn cứ 6. Phía nam Charlie là căn cứ Delta, Hồng Hà, Metro và bộ chỉ huy lữ đoàn 2 nhì dù đóng tại căn cứ hỏa lực pháo binh Võ Đình. Các tiểu đoàn nhì dù bố trí trải đều quân trên các cao điểm, các chốt tạo thành một vòng cung với nhiệm vụ phát giác và tiêu diệt địch để bảo vệ quốc lộ 14 và vùng đồng bằng duyên hải quân khu 2. Charlie, Delta, Hồng Hà hay Võ Định đều là những ám danh truyền tin được bộ chỉ huy hải quân đặt ra cho không quân, pháo binh dễ liên lạc và nhận diện mỗi khi cần yểm trợ. Tiểu đoàn 11 nhảy dù được trực than vận vào Charlie. Hùng Mập, đại úy đại đội trưởng đại đội 113 đóng quân ngay trên bắc Charlie 3 cây số dưới chân núi Yankee, tạm gọi là C1. Trung úy Thinh, đại đội trưởng 111 đóng ngay tại C hay Charlie. Hùng Móm, đại úy đại đội trưởng 112, đại úy Nho, đại đội trưởng 110, trung úy Cho, đại đội trưởng 114 và bộ chỉ huy tiểu đoàn đóng tại C2. Đó là một cao điểm nằm ngay phía nam cách Charlie hơn 500 thước. Từ cứ điểm C2 này, tiểu đoàn quan sát tiếp tế hay tăng viện cho Charlie rất dễ. Ném mạnh cục sỏi ra xa, đá tung cục đá dưới chân, anh Năm nhăn mặt. Cầu có sau một ngày vần vũ trên trực thăng đổ quân và quan sát địa thế núi đồi quanh Charlie. Tôi biết anh đang tức giận với nhiệm vụ hành quân. Anh đưa tay chỉ dãy núi cao trùng trùng điệp điệp phía tây, nơi sư đoàn 320 cộng quân và các đoàn xe Molotova của địch ngày đêm tự do di chuyển, cát bụi mịt mù nhưng lại nằm ngoài tầm tác xạ của pháo binh. Ráng chiều đỏ rực đang phủ nhòa cảnh vật. Tiểu đoàn 11 nhảy dù vừa qua ngày đầu tiên trên chiến địa. Nằm trên võng, lắng nghe những âm thanh kỳ lạ của núi rừng trong buổi sớm mai. Những tia nắng đầu ngày rơi từng vệt tròn nhảy múa trên bông xô. Tiếng chim hót, tiếng suối reo, hơi thở của rừng cây mùi đất mới. Vệt khói mong manh từ ly cà phê buổi sớm, tạo cho tôi một cảm giác khó tả. Tôi uể oải vươn vai đứng dậy, lơ đãng nhìn những vạt sương sớm trắng đục phía dưới thung lũng răng mắc lưng đồi. Anh Năm, Mễ, tôi, Đắp Phi, cố vấn Mỹ liên lạc, Liệu, y sĩ trưởng tiểu đoàn và các đại đội trưởng bàn thảo kế hoạch phòng thủ, chấm các hỏa tập cận phòng, chung quanh và ngoài căn cứ. Đột nhiên, anh Năm gằn giọng chỉ tay về những đỉnh núi xa xa. Mình chỉ có một đỉnh đồi để vinh quang hay gục ngã. Tao đã xin lữ đoàn để lại một đại đội tại Charlie.
còn toàn bộ tiểu đoàn phải di chuyển hàng ngày để phát giác và tiêu diệt địch sớm hơn. Nhưng lữ đoàn không chấp thuận và lệnh phải giữ Sạc Ly bằng mọi giá. Như thế là mình mất thế thượng phong, chỉ thủ và không tấn công. Hổ Xám chiến trường nhún vai bất mãn vì cái lệnh hành quân kỳ cục phải tử thủ Sạc Ly khi biết địch hơn mình về quân số và vũ khí gấp mấy mươi lần. Đưa mắt nhìn nhau, với kinh nghiệm nhiều năm trận mạc, chúng tôi biết đang bị đâm thấu tim bằng một lệnh hành quân quái ác. Linh cảm được những ngày khốc liệt đang chờ, lính Tráng đào hầm hố, giao thông hào ngang dọc vị trí đóng quân. Tôi xin trực thăng tăng cường tối đa thuốc men đạn dược để sẵn sàng phòng thủ. Các đại đội tung quân lục soát xa căn cứ, nhưng lần nào cũng đụng mạnh. Khi Mê Linh, tiểu đoàn phó mang quân tiến chiếm cao điểm phía nam, lợi dụng địa thế hiểm trở, địch đóng chốt trong các hàng đạn trên các cao điểm mà bom đạn không thể nào lách vào các khe núi để móc chúng ra. Địch gài trận địa pháo và bố trí phòng không dày đặc, gây tổn thất cho đơn vị mỗi khi tấn công. Ngày 6 tháng 4, tiểu đoàn 2 nhảy dù tại căn cứ Delta phía nam Sạc Ly bị pháo tấn công. Tiểu đoàn 11 nhảy dù bên Sạc Ly theo dõi trận đánh qua máy truyền tin. Giao tranh suốt đêm, có lúc địch đã chiếm được nửa căn cứ và sau lại bị đánh bật ra. Sáng hôm sau, Ngọc Ngà, thằng bạn cùng khóa báo cáo chiếm đoạt Delta. Địch thảm bại tháo lui, để lại nhiều tổn thất về nhân mạng và vũ khí. Chiều một ngụm cà phê, anh Năm chỉ trên bản đồ và nói: rút kinh nghiệm trận đánh đêm qua, địch sẽ pháo mình liên tục, sau đó sẽ tung cả trung đoàn để chiếm lại Sạc Ly. Nhắc tôi nhỏ dè sản đạn dược, căng thêm tối đa phục kích tự động, tung tiền đồn ra xa, tu bổ thêm hệ thống phòng thủ. Trước khi về hầm trú ẩn, anh Năm còn nói lại với tôi: Khêu, mày và Mễ mưu vị trí ra xa tao một chút, mỗi người một góc, lỡ có gì còn thay nhau chỉ huy. Hai ngày kế tiếp, địch bắt đầu pháo trên cả ba căn cứ. Theo tình báo và tài liệu tịch thu từ tù binh địch, chắc chắn sử dụng sư đoàn 320 tấn công và tiêu diệt Sạc Ly để chiếm lại con đường huyết mạch dùng tiếp tế chuyển quân để đánh Tân Cảnh Công Trung trong chiến dịch mùa hè. Ngày 9 tháng 4, hỏa tiễn và đại pháo 130 địch cày tung hệ thống phòng thủ. Sau nửa ngày pháo kích, với hàng ngàn quả đạn công phá, địch bắt đầu tấn công Sạc Ly. Trong khi đó, chúng vẫn mưa pháo vào bộ chỉ huy tiểu đoàn. Đại đội 111 chống trả mãnh liệt, pháo binh khu trục trực thăng võ trang vào vùng rút đủ loại bom đạn lên đầu địch. Sau nhiều đợt xung phong không kết quả, địch rút lui để lại hàng trăm xác chết với vũ khí ngổn ngang đầy ngất sườn đồi. Địch dùng pháo 130 với đầu nổ chậm, đạn chui sâu xuống lòng đất rồi nổ tung lên, hầm hố nào chịu được cho nổi với tầm bắn xa gần 30 cây số, nhanh và chính xác. Pháo 130 là vũ khí tối tân cực kỳ độc hại, bỏ xa pháo binh 105, 155 hay 175 mà ta đang sử dụng. Đêm xuống thật nhanh, tiểu đoàn 11 nhảy dù đang chuẩn bị cho một định mệnh tàn khốc trong những ngày sắp tới. Nơi những dãng núi mịt mùng phía tây, từng đoàn xe Molotova địch đang di chuyển, ánh đèn pha sáng rực khóc rực,
kêu pháo bắn tiêu diệt, pháo bắn không tới. Kêu không quân oanh kích thì không có phi vụ. Kêu đã phi xin B-52 nhưng vẫn mịt mù vô vọng. Mình làm gì bây giờ? Anh Năm buông tiếng thở dài, khuôn mặt buồn bực rồi tiếp. Tử thủ một ngọn đồi chờ địch pháo cho tan nát, sau đó ào ào tấn công. Cứ đà này tiếp diễn hơn một tuần lễ, chắc chắn chúng mình sẽ tổn thất nặng. Nhớ ngày ở Hà Lao, Đam Be, địch tung cả trung đoàn nhưng tao coi như pha. Vì mình có địa thế, dễ vùng vẫy, không có cái nhiệm vụ tử thủ. Còn bây giờ thì khác, mình phải ôm lấy Charlie để ăn pháo và chấp nhận thương đau. Không lẽ sinh nhật tháng này cũng là ngày đi tàu suốt tại đây? Bếp lửa gia đình mịt mờ xa tắp cuối phương Nam. Trở lại anh trả lời, anh trả lời mai một anh về. Anh trở lại có thể bằng chiến thắng lây mê hay đứt cơ đồng xoay binh giã. Anh trở về, anh trở về hàng cây nghiêng ngã. Anh trở về có khi là hòm gỗ cài hoa, hay anh trở về bằng chiếc băng ca trên trực thăng sơn màu tang trắng. Em hỏi anh bao giờ trở lại. Anh trả lời, anh trả lời mai một anh về. Anh trở về chiều hoàng chốn nắng, bóng xô buồn liệm kín đời anh. Anh trở về bờ tóc em xanh, chiếc khăn xô trên đầu vội vã. Anh ơi, em hỏi anh bao giờ trở lại. Anh trả lời mai một anh về. Anh trở lại đây kỷ vật viên đạn đồng đen. Em sang sông anh cho làm kỷ niệm. Anh trở về, anh trở về trên đôi nạng gỗ. Anh trở về, anh trở về bại tướng cụt chân. Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân bên người yêu tật nguyên trái đá. Em hỏi anh bao giờ trở lại. Anh trả lời mai một anh về. Anh trở về nhìn nhau xa lạ. Anh trở về giang giờ đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quên, cố quên đi một lời chăn trối. Anh ơi, em hỏi anh bao giờ trở lại. Anh trả lời mai mốt anh về. Em hỏi anh bao giờ trở lại. Anh trả lời mai mốt anh về. Em hỏi anh bao giờ trở lại. Anh trả lời mai một anh về. Thôi ngủ đi ông ơi, mình chiến trận nhiều rồi đâu có sao. Nhưng lần này tôi thấy không ổn. Hồi chiều anh Năm lại mặc bộ đồ hoa huyết đỏ,
tôi tính nói mà sợ ông giận. Bộ đồ xui xẻo bỏ mẹ, ông nhớ trận đánh trên quốc lộ 22 giải tỏa căn cứ Thiện Ngôn không? Chút xíu là tịch rồi. Mẹ kiếp, cứ mỗi lần thấy ông bận đồ đỏ là đụng liên miên. Sáng mai tôi phải nói ông ấy vứt mẹ nó đi. Dị đoan quá, nhưng không tin không được. Trao đổi vài câu tâm sự với Tu Bíp Liệu, tôi thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề đầy mệt mỏi trong cái lạnh núi rừng Tây Nguyên. Vừa viết xong chữ ngày 10 tháng 4 năm 1972 trên cuốn nhật ký hành quân, thì để bắt đầu pháo ngay vào bộ chỉ huy. Nép mình trong giao thông hào, tôi kêu máy cho các đại đội. Tất cả đều đang bị pháo. Tiếng rít của hỏa tiễn và pháo 130 ly làm tê liệt lệnh lạc. Tôi nói như hét trên máy truyền tin, báo cáo lên lữ đoàn để xin phi cơ quan sát lên vùng với hy vọng tìm thấy vị trí pháo địch. Lữ đoàn có vẻ không tin là pháo 130. Tôi bực tức cúp máy và chửi thề vài câu cho mất giận. Đắng môi, khô miệng vì căng thẳng mỗi khi nghe tiếng đề ba của pháo. Vài giây chờ đợi, giây phút ngắn ngủi, lằn danh của bức tường sinh. Nó pháo ra ngoài, như đạn rơi từ phía xuống. Ra ngoài. Thật ra, đó chỉ là ảo giác, nói về trấn an, nói về hy vọng, nói về tự lừa dối mình, nói về biết mình đang sống trong nỗi chết gần kề. Tôi nghe tiếng phi cơ quan sát trên đầu, vào tần số không lực, nhận ra giọng nói quen thuộc của một người phi công quan sát trên chiếc L-19. Tôi hét lên, nhờ bạn coi tụi nó đặt pháo ở đâu, hướng dẫn thằng phun rô khóa họng tụi nó đi, nó pháo tụi tôi hơi nhiều lắm rồi đó. Ok, có đám thằng Hà Kỳ xuân long đất khu trục vào vùng rồi đó. Mấy ngàn quả 130 nổ chậm và hỏa tiễn. Sau đó địch bắt đầu tấn công. Hình như địch mới dò xét khả năng phòng thủ và hỏa lực không pháo kịp nên chúng tấn công. Lúc hướng đông, lúc hướng nam, xong lại rút. Trò chơi tiếp diễn suốt ngày. Rõ ràng địch đánh thăm dò và pháo 130 vẫn là trò chơi hữu hiệu và độc hại nhất. Vừa tiêu hao vừa làm thần kinh căng thẳng. Thiền sát viên của địch trên những hốc núi cao dùng ống nhòm điều chỉnh pháo mỗi khi thấy binh sĩ di chuyển. Để tránh tối đa thiệt hại, lính tráng chỉ di chuyển trong giao thông hào đào sới rất công phu quanh vị trí đóng quân. Trực thăng tản thương cố gắng mấy lần nhưng không thể đáp được vì hỏa lực phòng không quá mạnh của địch. Toàn 37 và 12 ly 7 từ các khe núi bắn ra. Trực thăng võ trang và không quân oanh kích ít gây tổn thất cho địch. Lớp phi xin được mấy phi vụ B-52 sẽ thả vào lúc nửa đêm. Sau khi cho tọa độ, anh cố vấn hét lên vì xin thả quá gần, chỉ cách vị trí đóng quân hơn 500 thước. Đêm xuống thật nhanh, sao lấp lánh trên cao, núi đồi đen thẫm lẫn đe dọa. Những đốm lửa bập bùng trong đêm sau các cuộc oanh kích trong ngày làm những bụi cây chập chờn di động như bóng địch quân. Tiểu đoàn 11 nhảy dù chóng mắt chờ đợi, mệt mỏi, đói khát sau mấy ngày đêm ăn pháo và tấn công của địch. Tựa lưng vào giao thông hào chờ B-52 tới thả bom, tôi buột miệng. Anh Năm, sao anh khoái bộ dù ăng lê này quá vậy? Bộ này coi bộ xui lắm, hay là anh thay đi, anh có tin là có lành mà anh Năm? Xui cái gì, tụi mày chỉ dị đoan, bộ đồ vừa đẹp lại vừa hiếm, tao kiếm mãi mới ra đấy. Mễ phang thêm một câu, lần trước ở Đam Be đụng mấy ngày đêm anh cũng bận bộ đồ này. Lần đó thắng lớn, tao ngồi trên thiết giáp điều quân như Patton, dứt điểm một trung đoàn công trường 9 như lấy đồ trong túi,
vũ khí tịch thu như núi, rửa mặt cho quân đoàn 3, nghĩ lại tao còn thấy khoái. Nhưng mình mất một đại đội trưởng và hai trung đội trưởng, thì biết làm sao, chiến tranh có những tổn thất, mất mát mà tao không bao giờ mong muốn. Tu bíp điệu thêm một câu, cú giải tỏa quốc lộ 22 gần Thiện Ngôn, một mảnh cối vào mắt, nằm Cộng Hòa cả tháng bộ ông không nhớ sao? Tôi châm thêm ngòi. Hôm vi vút ở Văn Cảnh, Kỳ đóng quân ở vườn táo đàn, chút xíu là có chuyện lớn, bộ anh quên rồi hả? Cứ mỗi lần anh đi chơi bộ hoa dù ăn lê này lên là có chuyện. Vía nó nặng lắm, hay anh cho tôi đi? Để mai tính, giờ tối rồi, còn nửa giờ nữa là đúng nửa đêm. Khều, trách lại với đất phi chưa? Chúng mày chỉ lắm chuyện, hay là tụi mày muốn trông bộ đồ vía của tao? Áo quần thì ăn thua mẹ gì mà xui với hên. Rồi anh Năm, mấy cái hỏa châu tôi đuổi ra khỏi vùng rồi, mấy thằng nhỏ tiền đồn tôi cho về hồi chiều, và đã báo tất cả con cái chuẩn bị với sức chấn động của B-52. Góc giao thông Hào bên kia, đất phi giơ ngón tay lên trời, tay chỉ lên hướng nam. Đột nhiên trời đất rung chuyển, lửa cuồn cuộn bốc lên. Trong tiếng nổ dây chuyền của hàng ngàn trái bom 500 cân anh từ B-52 chút xuống, không khí như nghẹt thở, đứng tựa mình vào giao thông Hào, hai ngón tay bịt chặt hai lỗ tai, mồm há hốc để chống lại sức dồ. Nhưng tôi muốn tắt thở, máu muốn ào ra từ lòng ngực, người rung lên, đất đá cành cây rơi lộp độp trên nón sắt. Đợt ném bom chấm dứt sau vài phút, lửa vẫn cuồn cuộn bốc lên ở phía nam căn cứ. Ngày hôm sau, địch không tấn công, chỉ pháo cầm chừng. Buổi sáng sương mù nên mãi gần trưa trực thăng tản thương mới vào vùng. Khu vực bao vùng, gần ship tác xạ những điểm nghi ngờ trong các khe núi để trực thăng cố gắng đáp, nhưng vô hiệu. Phòng không địch vẫn tác sạch như đang núi. Một trận chiến chúng ta đang lết ra khỏi vùng, hy vọng hoàn toàn tan vỡ. Anh Năm cất tiếng, tao nghĩ cú này nặng đấy. Tao đã báo cáo rất rõ tình hình với lữ đoàn. Vũ khí và quân số của mình quá yếu so với địch. Một tiểu đoàn dù so với hai trung đoàn địch và cả rừng pháo phòng không. Chắc chỉ hơn một tuần nữa ăn pháo và vài đợt biển người tấn công là mình sẽ bị. Anh Năm bỏ dở câu nói, trong đôi mắt xa xăm anh đã linh cảm một điều không may sắp đến. Anh lẩm bẩm, Đất Phi đã báo cáo qua hệ thống cố vấn nhưng chẳng ai buồn nghe, lúc nào cũng chỉ là lệnh tử thủ. Đánh nhau như thế này tao nản lắm, tao là con nhà võ, tao không thích bị trói tay rồi chìa mặt cho địch đánh. Người trực tiếp chỉ huy mặt trận phải biết rõ địch và tình hình hơn bộ chỉ huy. Thôi, mình cố gắng một hay hai hôm nữa, nếu cứ tình hình này tao sẽ tính. Tôi chán nản đề nghị, mình để lại một trung đội rồi mình di động anh Năm ra ngoài dễ xoay sở hơn. Nằm đây đợi pháo tôi nghĩ không khá, nhảy dù chuyên tìm và tiêu diệt địch, nay đóng quân chờ ăn pháo là tiêu rồi. Tao đã nói rồi nhưng không ai nghe, tao chán tới óc và cái chữ tử thủ rồi. Sương mù ngày nào cũng dày đặc đến trưa mới tan. 4-5 giờ chiều là trời bắt đầu nhá nhem tối. Lúc đó thì không quân còn đánh đấm gì được. Có hôm chờ dài cổ chúng chả có bóng ma nào trên trời. Thôi thì nhờ ông Lạc pháo binh nấu phở hầm xương cho ăn vậy. Thôi đừng lèm bèn nữa, tao không muốn ra tòa. Lữ đoàn còn không tin nó pháo mình bằng delay 130 nữa đấy. Ê Khều, mày lượm vài mảnh gửi về cho họ coi đi. Nếu họ muốn thì vào đây mà lấy. Bộ mình đùa với xương máu của anh em hay sao? Tựa vào giao thông Hào, mỗi người mang một tâm sự khác nhau. Tôi thấy không vui và bâng khuâng tự hỏi. Không lý, đây là trận đánh cuối cùng trong đời. Cảnh vật mờ dần trong nắng chiều. Đêm xuống nhanh, đêm yên lặng rợn người. Biết đâu ngoài kia địch đang bò tới gần căn cứ và ở một nơi không xa. Trong các dãy núi phía tây, pháo địch đang canh lại hướng súng và dùng loại đạn tàn phá khốc liệt hơn. Tôi đang mãi suy nghĩ thì Tu Bíp Liệu buông một câu gục gặc cái đầu. Dám kỳ này không được nhìn mặt đứa con sắp sinh lắm. Mấy thằng y sĩ khác giờ này đang phè cánh nhạn chứ đâu có đứng tựa giao thông Hào chờ pháo như tao. Có ai bắt ông đi nhảy dù đâu. Thôi ráng đi, vài tháng nữa về lữ đoàn hay bệnh xá sư đoàn thì tha hồ vi vút. Mẹ kiếp, tôi không thích về đó. Tính tôi ngang bướng hay nhậu nhẹt,
đụng mấy sếp mất công. Mấy cha không ưa tôi, thôi tan hàng đi ngủ. Trằn trọc trên võng căng dưới da thông hào, tôi nghe rõ tiếng rên xiết đau đớn của các thương binh. Lòng tôi trùng xuống khi thấy Pông Xô gói xác các binh sĩ tử thương ngày càng nhiều. Hồi chiều, anh Tu Bíp cho biết thuốc men sắp cạn. Tiếng em gái hậu phương, giọng anh ca sĩ quen thuộc trong bản Lính Ca Tình, làm tôi muốn đá văng cái radio ra chỗ khác. Mẹ kiếp, lúc này mà đa tình đa tiếc cái mẹ gì? Tôi buồn bực thiếp đi trong mệt mỏi. Và môi tình rất nên đề là tình riêng trong lòng anh yêu.